À, xin được cảm ơn các em giới trẻ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Xuân Đường với những tâm tình, tâm tư của một người mục tử. Ngài đã chia sẻ trong âm nhạc và với ca khúc Nếu Ngài Trở Lại. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của Ngài. Xin mời. Trở lại trên dương gian một lần nữa, ngày mong ước những điều gì cho nhân gian, mong dương gian đến chốn địa đàng, mong tâm can chẳng còn dối gian, mong thế trần chẳng còn khóc than, không còn chinh chiến. Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa, ngài mong ước những điều gì cho nhân gian, mong con tim nói tiếng thật thà, mong câu ca vang lời thứ tha, cuộc đời vang tiếng hoan ca, địa cầu nhân thế vui an hòa. Emmanuel, một lần Ngài đến sống giữa trần gian, từ miền vinh quang nên chốn phàm hèn, một đời nguyện ước nhân thế yên hàn, cõi trời hân hoan, để từ đây địa đàng thuở ấy vang khúc ca bình an. Emmanuel, một lần Ngài đến trần gian, Ngài nhờ tay anh nối kết tình người, Ngài mượn tin tôi hơi ấm giữa đời, để Ngài nương thân, để từ đây cõi trời và dương thế cùng nối kết giao. Trở lại trên dương gian một lần nữa, ngài mong ước con sẽ làm gì cho tha nhân, khi đâu đây tiếng khóc em thơ, khi đâu đây tuổi già bơ vơ, khi kiếp người chìm trong bóng đêm giữa miền u tối. Ra đi giữa trần giới mang hơi ấm của tình người gieo muôn nơi, cho tim con nói tiếng thật thà, cho môi con vang lời thứ tha, lòng người xin chớ vô tâm, lòng con xin chớ hay vô tư. Lần Ngài đến sống giữa trần gian, từ miền vinh quang nên chốn phàm hèn, một đời nguyện ước nhân thế yên hàn, cõi trời hân hoan, để từ đây địa đàng thuở ấy vang khúc ca bình an. Emmanuel, một lần Ngài đến sống giữa trần gian, Ngài nhờ tay anh nối kết tình người, mượn tim tôi hơi
giữa đời để ngài nương thân, để từ đây cõi trời và dương thế cùng nối kết giao duyên. Emmanuel, một lần ngài đến sống giữa trần gian, ngài nhờ tay anh nối kết tình người, ngài mượn tim tôi hơi ấm giữa đời để ngài nương thân, để từ đây cõi trời và dương thế cùng nối kết. Là không có thời gian để tôi có thể hát thêm. Và thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong mùa Giáng sinh, nếu ngài trở lại trên dương gian một lần nữa, ngài mong ước con làm gì cho tha nhân, khi đâu đây tiếng khóc em thơ, khi đâu đây tuổi già bơ vơ. Những hình ảnh mà tất cả quý vị đã chứng kiến, đã thấy trong các mái ấm, tôi vẫn có được một cái nguồn động viên. Khi mà tôi mệt mỏi, tôi có vấn đề gì đó thì tôi đến thăm các mái ấm. Và khi nhìn hình ảnh của các mái ấm thì tôi về tôi thấy là mình nhẹ lòng hơn. Là bởi vì sao vậy? Đôi khi chúng ta dễ phàn nàn, dễ chán nản, dễ buồn bực, kêu ca. Nhưng mà thực sự chúng ta có được rất là nhiều hồng ân trời ban cho. Trong lúc đó các em, những em đôi khi như em này thì không thấy, không nghe, chỉ tồn tại, nhưng cũng là một con người. Và tôi cũng nói với các ân nhân rằng là chúng ta cứ chia sẻ đi. Và những em này nó gánh lấy cái những nhớ, nó hy sinh, nó gánh lấy những cái khổ cho con cái của quý vị. Và kính thưa quý vị, tôi đi, tôi về, tôi gặp, thì tôi viết những bài như là nếu ngài trở lại, hoặc là nỗi lòng em thơ. Những em này đôi khi là bị cha mẹ vất ở đầu đường, các sơ mang về. Hoặc đôi khi có những cái câu chuyện là mỗi sáng đẹp trời, mở cửa nhà dòng ra thì thấy có một cái bọc nằm ở trước cửa, mở ra thì đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vân vân và vân vân. Những câu chuyện mà chúng ta đôi khi cuộc sống xã hội nó làm cho chúng ta gọi là không để tâm đến những vấn đề của những người xung quanh. Cho nên chúng ta đôi khi có trở nên vô tâm, vô tình với những đau khổ của người khác. Câu chuyện tình ngài gọi con ngày hôm nay, sở dĩ đây là những cái diễn viên này rất là đặc biệt ha. Sáng nay tôi thấy dâng lễ ra, tôi thấy em này đẩy cái em này. Em này để bị tên gì hả? Con tên gì con? Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, tên đẹp không? Cho đang vào tay. Và như lúc nãy tôi nói, tôi muốn đưa các em lên sân khấu là như vậy. Đó, rất là tội nghiệp. Rồi, một tràng pháo tay nữa để cảm ơn các em diễn viên rất đặc biệt của Mái Ấm Thiền Tâm. Ở rất gần chúng ta đây thôi. Và bây giờ thì chúng ta tá về, diễn xong rồi. Chúng con xin được cảm ơn cha rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Một thông điệp hết sức ý nghĩa cho tất cả mỗi chúng ta. Xin được cảm ơn các em, xin được cảm ơn các sơ. Vâng, kính thưa quý vị, những ca khúc đó cũng là những trăn trở, những tâm tình của Linh Mục, nhạc sĩ Xuân Đường đã gửi gắm qua những giai điệu, những ca từ rất ngọt ngào, đầy cảm xúc mà chúng ta được thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Và mục đích chính của chương trình Hoan Ca đêm nay đó chính là trao yêu thương. Và quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con sẽ dành tặng đến những món quà trong mùa Giáng sinh này cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các mái ấm tình thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình qua phần trao quà để cho các em trong giây phút này. Và chúng tôi sẽ cùng trao các suất quà cho các em của nhóm Anh Hùng. Xin được mời các em có danh sách sau đây trở về sân khấu để đón nhận quà
của quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con. Xin được mời em Maria Phan Thị Nguyệt của giáo xứ đến từ giáo xứ Phú Linh. Em Phêrô Hoàng Diệu đến từ giáo xứ Thiên Tước. Nguyễn Hữu Dung, giáo xứ đến từ xã Diên Tân. Vâng, thưa quý vị, các em được nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay không chỉ là các em, là con em của giáo xứ của quê hương chúng ta, mà còn là con em của những người lương dân. Và đây là một nghĩa cử cao đẹp, chúng ta không phân biệt. Của một trong những khoảng hơn 10 nhóm học bổng viên và chương trình của học bổng thì cứ mỗi năm chúng tôi giúp cho các em 2 triệu về giấy học sinh nghèo, và sinh viên thì 5 triệu. Chương trình có khoảng 150 em học sinh như thế này và khoảng 30 em sinh viên, mỗi em 5 triệu. Còn các máy ấm thì lại là một cái chương trình riêng khác. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Tâm, trưởng điều hành quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con, sẽ lên trao các suất quà cho các em. Xin mời các em tiến ra giữa sân khấu. Một đời nguyện ước nhân thế yên hàn, cõi trời hân hoan, để từ đây đi. Và mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con với một nghĩa cử rất cao đẹp. Xin được mời các em ở Phúc Nguyên trở về sân khấu ạ. Ngài mong ước con sẽ làm gì cho tha nhân. Con trai đâu hết rồi? Khi đâu đây tiếng khóc em thơ, khi đâu đây tuổi già bơ vơ, khi kiếp người chìm trong bóng đêm giữa miền. Và sau đây, với các suất học bổng này, chúng con xin được trân trọng kính mời cha Giuse Trần Xuân Nguyên sẽ lên trao các suất học bổng cho các em. Em Emmanuel, một lần ngày đến sống giữa trần gian, từ miền vinh quang đến chốn phàm hèn, một đời nguyện ước nhân thế yên hàn, cõi trời hân hoan, để từ đây địa đàng thuở ấy vang cung ca bình an. Xin được cảm ơn cha, xin được cảm ơn các em và mời các em về vị trí.